Chào các bạn, khi nói về cái thương hiệu MyProtein thì Như tin là các bạn không thể nào không biết đến hai sản phẩm rất là đình đám của thương hiệu này, đó là sản phẩm Impact Whey Protein và sản phẩm Impact Whey Soleil. Nếu mà khi vừa nhìn vào hai bao bì thì Như tin là các bạn sẽ rất là khó nhận ra, bởi vì bao bì của cả hai sản phẩm này hầu như rất là giống nhau và nó chỉ khác nhau cái tên ở trên phía trước của sản phẩm mà thôi. Đó là cái một bên là Impact Whey Protein, bên này là Impact Whey Soleil. Thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu so sánh xem cả hai sản phẩm này nó có những điểm giống và khác nào nhau như thế nào nhé. Đầu tiên Như sẽ so sánh về cái bảng thành phần dinh dưỡng của sản phẩm này. Khi nói về một sản phẩm whey protein thì chúng ta sẽ so sánh thứ nhất là về lượng protein và thứ hai là về chất, chính là nguồn protein của nó tới từ đâu. Về lượng protein thì khi mà nhìn lên bảng thành phần dinh dưỡng bên này thì các bạn có thể thấy là sản phẩm Impact Whey Protein thì một serving của nó là 25g thì nó sẽ chứa 19g protein. Trong khi đó sản phẩm Impact Whey Soleil cũng là một serving là 25g thì nó sẽ có hàm lượng protein cao hơn, ở đây là 21g protein. Thì khi mà nhìn về cái lượng protein thì các bạn có thể thấy là sản phẩm Impact Whey Protein có lượng protein cao hơn so với Impact Whey Protein ở bên này. Và cái thứ hai nữa là chúng ta sẽ so sánh về nguồn protein, thì cũng giống như cái tên gọi của nó là sản phẩm Impact Whey Soleil thì nó sẽ được đến từ nguồn protein là 100% và protein isolate là một nguồn protein tinh khiết rất là chất lượng. Trong khi đó sản phẩm Impact Whey Protein thì nó lại đến từ nguồn protein là concentrate. Thì so về giá cả cũng như là độ tinh khiết thì cái sản phẩm của Impact Whey Protein nó sẽ thấp hơn so với cái sản phẩm Isolate. Vì vậy nó nói về chất lượng và cả cái lượng protein cũng như là nguồn protein thì các bạn có thể thấy là sản phẩm Impact Whey Isolate nó sẽ nhỉnh hơn so với cái sản phẩm là Impact Whey Protein. Thì đó là về bản thành phần dinh dưỡng của sản phẩm. Cái tiếp theo như muốn nói tới nữa đó chính là về cái mùi vị cũng như là trọng lượng của hai sản phẩm này. Thì điểm giống nhau của cả hai dòng sản phẩm này là về trọng lượng của nó. Hai sản phẩm này nó đều có trọng lượng là có 3 size, đó là size 1kg, 2.5kg và 5kg. Thì rất là dễ dàng cho các bạn lựa chọn cái size phù hợp với mình. Và cái thứ hai nữa là về mùi vị. Thì sản phẩm Impact Whey Protein nó có 5 mùi vị để cho các bạn dễ dàng lựa chọn, là mùi vani, dâu, sô-cô-la, chuối và vị bánh nè. Còn cái sản phẩm Impact Whey Soleil thì nó có nhiều vị hơn, là nó có tới 8 mùi vị lận, là trong đó nó có thêm vị Việt Quốc, sô-cô-la sữa, sô-cô-la bơ, sô-cô-la bạc hà. Thì sẽ rất là nhiều mùi vị để các bạn dễ dàng lựa chọn mà mình luôn phiên nhau mình sử dụng để đỡ bị ngán. Thì đó là về cái mùi vị cũng như là chất lượng của sản phẩm. Thì có một cái điều nữa mà Như lưu ý cho các bạn, đó là những bạn nào mà thường bình thường mình bị dị ứng sữa lacto nè, mình uống sữa tươi mà bình thường mình bị đau bụng hoặc tiêu chảy á, mình không thích nghi được với cái thành phần lacto trong sữa, thì các bạn nên là chọn cái sản phẩm Impact Whey Soleil, bởi vì loại này thì nó đã được loại bỏ lacto hoàn toàn rồi. Còn bạn nào không bị vấn đề trên thì chúng ta có thể lựa chọn cả hai sản phẩm này đều được, bởi vì nó không có bị ảnh hưởng tới cái chất lượng của sản phẩm ha. Và cuối cùng phân tích về giá thì cái sản phẩm Impact Whey Soleil một serving của nó có giá là 14.000, trong khi đó là sản phẩm Impact Whey Protein có giá là 12.000. Thì thật ra cái sự chênh lệch về giá cả này cũng rất là dễ hiểu thôi, bởi vì so sánh về cả lượng và chất thì cái sản phẩm Impact Whey Soleil nó đều nhỉnh hơn so với sản phẩm Impact Whey Protein. Tuy nhiên tùy theo cái điều kiện kinh tế của mỗi người cũng như là nhu cầu của các bạn như thế nào để mình có thể lựa chọn cho mình một sản phẩm protein phù hợp. Và ngoài ra thì Như cũng đã có review chi tiết về hai sản phẩm này rồi, vì vậy các bạn có thể click vào hai link bên trên này để có thể theo dõi những cái review chi tiết hơn về sản phẩm và lựa chọn cho mình một sản phẩm protein phù hợp với mình nhé. Và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau. Tạm biệt các bạn.